Rồi, mình xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh nha. Mình gặp nhau giữa tuần anh em. Đấy, nay mình về được ít máy anh em. Lên clip cho anh em mình xem giải trí nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Mình nhắc lại là kênh mình bán thì có hai hình thức thôi. Anh em chuyển khoản thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Anh em nghe kỹ giùm mình nha. Có nhiều anh em tới chỗ ủa sao tiền ship này kia nọ nghe anh em. Nói chung là tiền tất cả máy đây là chưa có tiền ship. Còn anh em chuyển khoản thì mình bao ship nha. Đấy, anh em nghe kỹ giùm mình nha. Để tới chỗ rồi anh em cứ tiền ship hoài. Nói chung là cũng bận rộn lu bu lắm anh em ơi. Không có quẩn nghe ba đó. Đó vậy đó anh em, mình là thấy phù hợp thì anh em mua. Còn chuyển khoản mình bao ship vậy nghe anh em. Rồi, mình vô nha, rất rẻ. Đây, đầu tiên là một cây fan nè anh em. Cây fan Makita. Điện 100V, 320W, đầu kẹp 10 ly nha anh em, đầu kẹp 10 ly. Đấy. Đầu kẹp 10 ly, này anh em fan bắt dít rồi này nó là ok anh em. Đấy. Đây, hình em nói là ok nè anh em. Đấy. Điện 100V nha anh em. Đấy, 100V 320W. Đấy. Đấy. Chạy vô luôn nè. Đấy. Ngon lành cành đào nha anh em. Đấy. Cây số 1. Cây số 1 200 nha anh em. 200. Cây số 2 là một cái fan Ruby. Fan Ruby điện 100V. Nó 210W. Đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đấy, đầu kẹp 10 ly. Anh em bắn tôn, bắn tiết gì đó là ok. Hoặc là anh em muốn có một cây để sửa máy rồi anh em. Mình cũng xài cây vậy đó. Chứ dặn dít mình dặn tay nó lâu anh em. Đấy. Điều tốc nha anh em, điều tốc ok nè, đấy. Đấy. Có điều tốc bằng cò nha anh em, điều tốc bằng cò nè. Cây số 2. Cây số 2 200 nha anh em. 200. Cây số 3 cũng là một cái fan luôn nha. Cái fan Toshiba nè anh em. Fan Toshiba. Điện 100V 260W. Đầu kẹp 10 ly nha anh em, đầu kẹp 10 ly luôn Toshiba. Đấy anh em. Đấy. Mua cái fan 200.000 cái uống ly cà phê nè. Uống ly cà phê mình nhịn uống cà phê mình mua cái fan về nữa. Là cũng chuyện lạc chặt lầu trên nè, đấy. Đấy nè. Được chưa? Đấy.
khá luôn anh em. Cây số 3. Số 3 200 nha anh em. Cây số 3 200. Cây số 4 là một cây cưa lỏng đây anh em. Cây số 4 một cây cưa lỏng. Đấy. Kiểu này là Shinko nè anh em. Kiểu Shinko Tokyo vậy nè. Điện của nó là điện 100V 350W nha anh em, 350W. Đấy. Con lành cành đào đấy anh em. Nhúc nhích nè anh em, đấy nó đều tốt bằng cò nghe nè, đấy bóp mạnh cho mạnh. Đấy quá ok nghe anh em, này chị anh em chặt sơ ra nó ngon lành đấy. Cây số 4 cây số 4 300 nghe nè, cây số 4 300. Cây số 5 là một cây nhám đây anh em. Đấy, một con nhám, con này quá đẹp luôn anh em. Đẹp ken luôn. Cảm giác là đẹp luôn như chưa xài luôn. Con này cũng hiệu Shinko nè anh em, điện 100V. Nó 140W nha anh em, 140W. Đấy. Quá đẹp. Kỳ luôn anh em. Thiếu con ốc chỗ này anh em, thiếu con ốc chỗ này thì nó hơi kêu nè. Rồi anh em mua mình dẫn ốc này vô, thiếu đây thiếu con ốc nó kêu chỗ này nè anh em. Kêu rè rè. Đây. Đấy. Rồi thiếu con ốc chỗ này. Mình kiếm con ốc dẫn vô cho anh nghe nha. Đấy. Cây số 5 350 nha anh em, 350. Mình bán cái này tùy theo clip nha anh em, cái máy nào mình lấy cao clip nào mình lấy cao bán cao, clip nào mình lấy rẻ bán rẻ nha anh em. Nói chung là anh em không có bị clip này clip kia được nha anh em. Nói chung là mình lấy rẻ mình bán rẻ vậy thôi. Cây số 5 350.
cây số 6 là một cây này anh em, phế hồ phế bột gì nè anh em. Đây, phế hồ phế bột Toshiba. Điện 100V. Nó là 510W nha anh em, 510W. Toshiba. Cái hiệu nó là xích lai gì đó anh em, Toshiba mà xích lai là anh em biết nó chắc rồi nè. Xích lai như mấy cái máy mài đây, cái cốt của nó nè anh em. Đấy. Về là anh em dặn vô nha, dặn vô vậy anh em. Dặn vô là xong. Đấy. Anh em muốn khoan thì anh em sẽ tháo cái đầu này ra, anh em dẫn cái đầu khoan vô là anh em cho nó trở thành một cái phế khoan. Còn anh em muốn phế hộ phế bột thì anh em dẫn cái này vô đấy rồi tháo ra, dẫn cái đầu, mua cái đầu khoan dẫn vô là xong đó anh em, thành một cái khoan. Cây số 6 số 6 400 nha anh em. 400. Cây số 7 là một con nhám nè anh em, nhám từ nè. Đấy. Con nhắm từ đây anh em, đấy nhắm từ nhìn thấy này nó lực ghê không, điện 100V nha anh em. 2.8A nó là 250W đó anh em, 250W nhắm từ nha, chạy bằng từ. Đây nè. Đấy. Mạnh ghê nè, mạnh ghê hồn luôn. Mạnh ghê. Chạy giặt giặt luôn. Cái này nói gì đây? Nói gì đó không biết anh em. Cây số 7. Cây số 7 500 nha anh em. Cây số 7 500. Nặng lắm anh em. Đấy. Cây số 8 là một con cắt sắt Hitachi nè, cắt sắt cắt ti đó nè. Cái này điện 100V, nó 285W, nó cắt được sắt 10 nha anh em, cắt được sắt 10 nha. Đây nè, mình nghiến cho một cái vậy. Đấy. Đây nè, quất hai nhát là ngọt liệm lên em, sắc 10 đó nghe em, sắc 10 để xuống là nó quất hai nhát gọn hơn. Đấy. Đây nè. Đấy. Cây số 8.
cây số 8 500 nha anh em. Cây số 8 500. Cây số 9 nha anh em. Cây số 9 là một cây. Cây này là nó gian ống nha anh em, nó gian ống nè. Nó gian ống. Đấy. Mắc in ra băng điện 100V. Này Tokyo này, ra băng. Quát nó không thấy anh em. Đây xem không thấy quát. Lật bên đây coi quát không. Rồi. Quát bên đây nè anh em, điện 100V nó 430W nha anh em. 430W. Đấy. Nè anh em, đấy. Cái này là anh em tăng đưa ra vô là ok nha anh em. Đây. Mình dặn cái này vô được, cái này mình cũng vậy nè. Vô ra nè bình thường nè anh em, đấy nó hả ra nè. Mình dặn tiếp thì nó vô nè, đó nó đưa vô. Đây nè. Đấy. Quá ok luôn anh em. Đấy. Đây nó có cái ống nè. Đấy. Mình siết vô thì nó vô nè anh em. Đấy, nó đưa cái lưỡi vô nè. Đó cái lưỡi nó đưa vô nè anh em. Đấy. Đó đưa lưỡi vô. Đưa lưỡi vô chỗ nào cắt nghiến người nào đứt thôi. Thì thôi anh em, không có gì. Quá đơn giản. Cái này là cũng đưa nè anh em. Đấy, cái này cũng đưa nhanh hơn. Đấy anh em đưa vô nè. Đấy hả ra, đưa vô nè. Đấy. Đây anh em. Ok luôn. Đấy. Chạy bằng răng nha. Này gian ống anh em nào mà bán điện nước mà bán ba cái ống tiếp ống sắt nè anh em. Đấy. Ống tiếp ống sắt là anh em cắt. Cái này cắt ống chứ không phải gian ống nha, mình nói lộn nha, cắt ống nha anh em. Cắt ống. Đấy, cắt ống tiếp, ống sắt cũng gì đó. Quá ok. Cây số 9 500 nha anh em. Cây số 9 500. Đấy. Đây cây số 10 nè anh em. Cây số 10 là một cây. Cây này mình bán rất là nhiều rồi nha. Điện nó là điện 100V, 110 đến là 220V nha anh em. 110 đến 220V. Điện của nó là watt của nó là 500W. Nó có điều tốc đây nha anh em. Điều tốc đây. Cái nguồn điện mình là mình hiện tại mình nguồn điện mình có 100V, thành ra mình ghim nó là nó không chạy nha anh em. Đấy nó không chạy. Đây nó không chạy, nhưng mà mình lên cái cấp độ tới tốc độ cao nó mới chạy nha anh em. Đấy, đấy, lên tốc độ cao nó mới chạy. Còn anh em mà ghim trực tiếp vào 220 thì là 1 2 3 4 5 là chạy ngọt sớt. Còn này tại vì điện nó hơi thấp thành ra là nó phải tới số 6, cấp độ số 6 nó mới chạy nha anh em. Mình giảm xuống là nó tắt đó. Đấy anh em nó giảm. Đấy. Giảm nhỏ quá thì nó không chạy nổi. Nên anh em vậy. Công tắc đây. Còn game 220 là hoạt động ok. Hoạt động ok, điều tốc là ok nha. Điều tốc mượt mà luôn nha anh em. Đây là một cái fan nè. Đấy. Đầu kẹp của nó là 6.5 ly nha anh em. Đầu kẹp 6.5 ly. Đấy, anh em muốn mài khuôn, mài khiết, phan, lặt giặt gì đó anh em. Đấy, anh em muốn làm gì làm được, bên điện tử cũng ok nữa. Làm gì nữa, mài khuôn, mài khiết, ôi nói chung là anh em cảm thấy là phù hợp thì anh em alo mình. Vậy thôi anh em.
còn thấy chưa phù hợp thì anh em xem cho vui. Thì mình cũng rất là cảm ơn anh em rất nhiều rồi đấy. Trước khi xem thì anh em cho một like anh em, mình phải nói là rất là kính trọng anh em. Cây số 10 450 nha anh em, cây số 10 450. Cây 11 là một cây cắt rung nè anh em. Cây này là nó cắt rung nha. Cắt rung là nó chỉ lắc thôi nha anh em, chứ nó không có chạy tròn vòng nha. Nó chỉ lắc thôi. Đấy. Cây này là điện 100V. Nó 280W nha anh em. Đây, nó có 6 số đây anh em. 6 số nè. Nó có 6 số. Chỉ rung không nha em. Đấy. Đấy. Chạy phải nó là tẹt ra luôn anh em. Đấy, về anh em gắn cái lưỡi cắt rung vô anh em. Rồi anh em cắt ống nước, cắt gì đó được hết. Nói chung là tất cả. Vì nó rung không à anh em. Nó rung không, thành ra mình không có ngại cái mình nó, cái lao động mình nó phải nó bảo đảm cái lao động luôn anh em. Nó chỉ rung không à. Mình không có lưỡi chứ có lưỡi mình gắn vô mình có thể nắm được luôn anh em. Mình nắm vậy luôn là được luôn, nó chỉ lắc 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 lắc. Cái số 11. Quá đẹp nha anh em. Lên cây số 1 500 nha anh em. Đây, tiếp theo là một cây thổi đây anh em, cây thổi Makita. Đấy. Cây này điện 100V. Nó 600W nha anh em, quá mạnh nha, 600W. Nó thiếu cái ống này, nó không có ống nha. Cái này về anh em cắt cái ống nước 34 gắn vô nha. 34 anh em gắn vô nha. Đấy. Bãi không có ống chứ có ống mình cũng mua cái ống mình gắn vô anh em. Đây chạy. Nhà mình rồi lâu 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 tiếng hai tiếng cầm lên này thổi cái là bay bay tất tần tật hết, thằng lằn thằng liếc gì nhỏ nhiếc vậy là thổi bay hết anh em. Đấy. Đây nè, rồi. Cây 12. Cây 12. Ba trăm rưỡi nha anh em. Cây 12 350. Đấy. Cây 13 là một cây đánh đánh bóng, đánh bát, đánh nhám gì nè anh em. Đấy, cái này là anh em lột ra là đánh được nha. Đấy, lột ra anh em gắn nhám vô anh em. Gắn nhám vô, còn ấy thì anh em muốn đánh bát thì gắn này vô. Cái này là này dặn ra dặn vô được nha anh em. Đấy. Cây này là Hitachi nha anh em. Đấy, Hitachi.
quá đẹp. Cái này là điện là 100V, nó 1010W nha anh em, 1010W. Cái này nó bị lỗi cái cho là nó có cái điều tốc, nhưng mà điều tốc nó là điều không được nha anh em. Mình bán cái này là bán điều không được, vậy anh em cứ chơi, vậy anh em ra tiệm điện cơ gì đó lấy lại nha. Mình không có thời gian xem, cái điều tốc là điều không được thôi, còn máy chạy thì mới giờ là chạy di du. Mạnh lắm anh em, 1010W mình nè, đấy đây nè. Đây nè, nó vậy đó, nó chỉ bị lỗi cái chỗ cái điều tốc nha anh em. Nó lỗi cái điều tốc thì rồi mình bán theo cái lỗi điều tốc, vậy anh em sửa xíu gì đó ra sửa. Cái số 13. Cái số 13. Không có. Anh nói thì em đồng ý rồi, nhưng mà tại vì em cũng nghĩ giờ cũng qua mang nữa, tại vì cái số 13 400 nha anh em, 400. Số 2 mà tại sao nó lộn vậy thôi. Chứ giờ cũng em cũng không biết sao, thì anh nói là em không cãi gì hết, em không cãi tại vì giờ 13 400. Đây, tiếp theo cây số 14, cây này khoan phải nó khủng này nè. Khủng luôn. Độ nặng của nó là khỏi nói. Cái này là điện, nó là điện 100V nha anh em. Điện 100V. Nó là 630W. Đây. 630W, đầu kẹp. Đầu này là đầu kẹp 13 ly nha anh em. Sao thấy nó bự quá, đầu kẹp này sao thấy bự quá anh em. Này nó phang được 25 ly nè, để sao 25 nè anh em. Đây nè, đây. Còn anh em muốn phân thường thì anh em dặn qua anh em. Đấy. Dặn trả lại. Đấy. Là phân thường rồi anh em. Đấy. 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 Cái này là phân sắt, phân gỗ, phân búa nghe anh em. Đấy. Cái đầu này quá chất lượng luôn anh em. Cái đầu này phải nói nè. Quá ngon. Đây nè, cây số 14. Cây số 14, 400 nghe nè, 400k. Số 15 là một cây mài đấy anh em, một cây mài nó có điều tốc nha, cây mài nó có điều tốc đấy. Cây này là điện 100V, nó 500W nha anh em, có điều tốc nha. Đấy,
anh em. Đấy. Quá im nghe nè, vô ơi, giảm nè. Anh giảm, giảm xuống. Đấy, giảm xuống. Giảm. Lên thì anh em cứ lên, lên, đấy nè. Đấy. Số 15. Số 15. 450 nha anh em. Số 15, 450. Số 16 là một cây mài hay đá này nè, một cây mài hay đá đấy này nè, đấy này bên đây không biết nói gì nè, đấy bên đây nó mài lưỡi cưa hay lưỡi kiếp gì nè anh em, mài lưỡi cưa gì đó. Thông số nó mờ quá anh em, mờ quá không thấy, hơi mờ anh em ơi. Rồi thông số nó hơi mờ, đá nó 150 nha anh em, điện 100 con nha, đá 150. Đây con dây này cũng không được dài nha anh em, dây này cũng không được dài nha. Đấy. Chạy thì im ru rồi anh em. Đấy. Chạy im ru anh em. Đấy. Chạy cực kỳ im luôn. Ru. Đấy. Dè hai bên đầy đủ nghe anh em, dè đầy đủ nè. Nè anh em. Đấy, dè đầy đủ. Cái số 16. 16. 650 nghe anh em. Cái này nó chạy mãi hoài đó anh em. Im ru. Nó chạy im mà nó chạy hoài luôn, nó trơn tru nó chạy. Cái số 16, 650 nghe anh em. 650. Đấy. Anh em, cái số 17 nè anh em. Cái số 17 là một cây. Cái này là nó mài lưỡi cưa hay gì nè anh em. Đấy. Anh em muốn tăng đưa vô sâu cạn thì anh em chỉnh hai cái con này nha. Hai con này đưa ra đưa vô rồi mình siết lại là mình đẩy nó muốn tới đâu là tùy nha. Anh em để cái lưỡi cưa vô anh em mài nha. Cái này nó bằng đá nè anh em. Cái này đá nha. Đấy. Đây nè, đấy anh em. Đấy bên đây đá nó vậy nè nghe anh em. Đấy, đá nó vậy. Đây, quay đồng tua cho anh em xem. Cái này là gài, cái này là gài để mình mở đá nè anh em, có chút gài mở đá nè. Đấy nè, cái cây này phải nói là cái máy này nó đời cổ, cái này anh em biết là nó nồi đồng cối đá. Còn anh em muốn mài bên đây thì anh em cứ dặn ra rồi là rút cốt cho thọt qua bên đây nghe anh em. Đây nó xài bằng cái lỗ nè, cốt bên đây lỗ. Còn có cái đựng nước nè anh em, mài mũi phan hay gì nó có đựng cái vòi nước nè anh em, có cái thao nước đây nè. Còn mài lưỡi cưa đây nè anh em. Đấy. Cho anh em quay lại về cho anh em xem nha. Đấy. Đấy, cái chạy ru anh em. Đấy, chạy liệt nghe tiếng gió thôi. Đá bên đây thì nó hơi cùng nha anh em. Còn bên kia anh em mài lưỡi cưa mài gì đó. Đấy. Bên đây nó có cái này nè, lấy ra nó vô nè, mài lưỡi cưa nè. Lưỡi cưa tròn mình đó là mài là ok.
cái này mà anh em có cục đá mài lửa hợp kim là cực kỳ anh em. Đấy, đây mài lưỡi cưa nè, đấy đô thọc ra này nè, đấy đọc cái thông số của nó nha. Cái này là điện 100V, nó 155W nha anh em, đá của nó là 125 nha, đá 125 đấy. Cái số 17, cái số 17 750 nha anh em, 750 đấy. Lỗi này chỉ nặng đều 750 về anh em dễ sinh sơn đó anh em, sơn cái là ok. Số 18 là một cái hộp đây đây anh em, một cái cưa này anh em. Đấy. Đây mình lục được một cái hộp cực kỳ vậy anh em. Nó cũng như lúc trước mình có vậy. Đây, hộp đan can này cưa nè. Đây anh em, đấy. Rồi nó cắt nha nè. Gỗ cắt nước cắt gì đó nha. Đấy. Đây cắt gỗ. Cắt sắt. Gỗ cắt vô tá lả đây nè. Đấy. Đây nè, đây, len ken. Len ken xà beng nha anh em. Đấy. Cái này điện nó bao nhiêu đây? Điện 100V, nó 280W nha anh em. 280W. Đây nè. Sổ nè của nó nè. Còn cái sổ luôn. Đây nó có lưỡi nè anh em, có lưỡi cắt gỗ nè. Được gỗ đấy, đây anh em, đây bóp nhẹ là chạy nhẹ nè anh em, nhúc nhích luôn á, bóp nhẹ chạy nhẹ là nhúc nhích đó anh em, nhúc nhích luôn anh em, thấy cái độ bốc của nó này anh em, đó bóp mạnh cho mạnh nè đấy. Quá ok luôn anh em, đấy, nhúc nhích luôn. Quá ok nha anh em, đấy, ngon lành, đẹp len ken. Nằm trong cái thùng này luôn nè anh em, hẻm luôn. Đấy. Số 18. Số 18 này 500 nha anh em. Số 18 500. Đây, cái số 19 nè anh em. Mình rồi có về được hộp mũi phan nữa nè anh em, mũi phan tháp gì nè. Đấy. Hộp mũi phan tháp nè. Đây, hộp đẹp len ken nha anh em. Cái đây là nó có chữ ra băng đây nha anh em, chữ ra băng nha, có chữ ra băng nha anh em, có chữ ra băng á, chứ không phải là đồ lơm cơm đâu nha anh em. Đây mũi nó năm mũi nè anh em, đây năm mũi nè anh em.
5 mũi này toàn bộ là có thông số hết nha anh em, có thông số nha, mỗi mũi đều có thông số hết nha anh em, đấy, có thông số hết nha, 5 mũi đều có thông số hết nha anh em. Đấy. Mũi phân tháp 5 mũi. Cái này cây 19. Cây 19. 300 nha anh em. Cây 19 300. Đấy. Rồi, clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì bóc điện thoại lên điện mình, hoặc là anh em nhắn tin nha anh em. Còn bên Zalo thì anh em cứ nhắn qua nhắn lại bình thường, chứ kết bạn thì mình ít có kết bạn lắm nha, vì điện thoại nặng quá anh em. Mình kết bạn nhiều quá thì nó nặng điện thoại, thành ra là anh em cứ cũng xài Zalo với tin nhắn cứ xài bình thường đi. Nhưng mà mình ít có kết bạn lắm nha, nó vậy thôi, như anh em vẫn nhắn tin mình chụp hình cũng vẫn là qua lại bình thường nha anh em, không có gì hết. Nếu anh em thấy phù hợp máy nào thì alo, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Anh em cho một like anh em để nhận những video tiếp theo dễ dàng hơn nha. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.